Xin chào anh chị, đến với kênh nhận định thị trường cuối ngày, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2024. Hôm nay là một phiên điểm giảm và với số mã giảm gấp 3 đến 4 lần số mã tăng. Vậy thì khả năng rất là cao đại đa số trong số tất cả anh chị em ở đây đều có sự suy giảm về tài khoản. Thậm chí rằng có những người may mắn thì số giảm điểm tài khoản của ngày hôm nay là ít hơn so với nhịp tăng của ngày hôm qua. Nhưng cũng có những anh chị cầm nhầm nhóm ngành hoặc cái tỷ trọng danh mục anh chị phân bổ không phù hợp thì sẽ có mức giảm ngày hôm nay, thậm chí còn nhiều hơn cái mức tăng 8 điểm ngày hôm qua. Vậy hôm nay thực ra thì là một phiên mà có cái yếu tố gọi là rút phích. Rút phích ở đây là một cụm từ mà em nói thật rằng là những anh chị em nào mà đầu tư trong vòng khoảng 1 năm gần đây quay trở lại đây thì chưa thể nghe được cái cụm từ này, 2 năm gần đây. Nhưng những anh chị em nào mà đầu tư từ năm 2021, 2020 thì đã có cái câu hỏi, cái trải nghiệm của việc rút phích này. Đó là của anh Trà bên Hoa Xe. Đó là khi mà hệ thống quá tải và chúng ta thấy rằng là rút phích này thì nó sẽ làm méo mó cái dấu hiệu về cung cầu cũng như là về khối lượng giao dịch, thì rõ ràng rằng sẽ không được chính xác lắm cho phân tích của ngày hôm nay. Tuy nhiên rằng là cho dù thị trường mưa hay nắng, sập sàn hay là tăng trần thì em Tuấn Hưng vẫn ở đây cùng nhau câu chuyện phân tích của anh chị xem cái khả năng hôm nay sẽ là khả năng câu rũ bỏ hay là một phiên phân phối thực sự, bởi vì nếu mà tính riêng khối lượng buổi sáng này thì là khá là lớn. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn chỉ thuần đồ thị thôi thì rõ ràng hôm nay lại là một phiên không phải quá nguy hiểm. Thì chúng ta đi tiếp vào một câu chuyện có thể nói vui, chia sẻ với nhau thôi trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì đó là thuyết âm mưu, anh chị nghĩ như thế nào về phiên hôm nay? Có phải là một phiên cố tình phân phối của nhà cái, hay là có anh chị em nào hôm nay bán được giá trần ở trên và mua được lại ở dưới buổi chiều? Hay là anh chị em nào lỡ đặt lệnh bán giá sàn, giá thấp và bị khớp mất, sau đó thị trường kéo vụt lại? Thì anh chị hãy cho em cái ý kiến comment xuống đây. Hôm nay chúng ta cùng trao đổi và giao lưu một chút nhé. Thì hy vọng anh chị nhớ để lại cho em lượt like cũng như thích kênh. Còn anh chị nào muốn về nhóm cộng đồng thì inbox riêng em nhé. Bởi vì anh chị có nhiều người xem trên laptop không có cái câu hỏi khi đăng nhập vào nhóm cộng đồng của em ấy, thì em có để lại câu hỏi đây này. Đấy, em có để lại cái câu hỏi tham gia. Và anh chị nếu mà bấm ở trên laptop ấy thì sẽ không nhìn được cái câu hỏi em đặt ra đâu. Thì anh chị inbox riêng Zalo cho em nhé. Đầu tiên chúng ta chia sẻ thật rằng hôm nay là một phiên nhìn thấy giảm điểm thì 7 điểm mà không, một số điểm mà không phải quá lớn, nhưng số mã giảm khá cao. Và chúng ta nhìn thấy hiện giờ số mã giảm này đã được gánh rất là nhiều bởi những cái trụ gọi là trụ mà rất ít người cầm. Đó là gồm là cổ phiếu SAB, là cái cổ phiếu này, Masan và Gas là những cổ phiếu mình khẳng định rất ít người cầm trong nhóm chúng ta. Thậm chí là cả tất cả những nhóm khác nữa, và có cả POW nữa, chắc POW không có ai cầm nhiều đâu. Thì rõ ràng rằng cái chỉ số này nó chưa phản ánh đủ cái mức độ khốc liệt của các cổ phiếu mức giảm điểm ngày hôm nay. Chúng ta nhìn thấy mức giảm điểm của cổ phiếu là tương đối đấy nhá. Có nghĩa lên từ 3 cho đến 4% là khá nhiều. Tuy nhiên cũng không đến mức độ gọi là quá kinh khủng, bởi vì chúng ta nhìn đại đa số những mã cổ phiếu chỉ giảm ở mức 1 đến 2% và nó rất là phù hợp với lại những nhận định cá nhân của em từ hôm trước. Đó là em nói trước rằng thị trường sẽ có thể có những phiên giảm điểm từ 5 cho đến 10%. Và mức giảm điểm đấy thì cổ phiếu sẽ dao động từ 1 cho đến 3%. Và chúng ta nhìn thấy cái việc dao động từ 1-3% là hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Đấy, chúng ta nhìn thấy rằng đây là một phiên điều chỉnh mình nghĩ là khá là bình thường nếu bỏ qua yếu tố về khối lượng. Tuy nhiên hôm nay lại có một vấn đề, đó là khối lượng giảm rất là mạnh vào buổi sáng, bởi vì thị trường buổi sáng khá là trơn tru. Tuy nhiên đến buổi chiều, để chúng ta nhìn thấy buổi sáng khối lượng khớp lệnh là 685 trên 446, có nghĩa là nó tăng đâu đó khoảng gần hơn 50% so với ngày hôm nay. Hôm trước, có nghĩa nếu hôm nay thực sự là trơn tru thì khối lượng khớp lệnh của chúng ta hôm nay nó sẽ không dừng ở lại mức 25.000 tỷ mà thậm chí có thể lên đến khoảng 36 đến 38.000 tỷ, là một mức khá là kỷ lục trong giai đoạn vừa rồi. Tuy nhiên việc nhà cái thao túng như thế này thì mình nghĩ rằng là có sự thuyết âm mưu gì đó ở đây. Thì anh chị có thể để lại comment, bởi vì hiện giờ đang rất nhiều anh chị em chia sẻ với em những góc nhìn, những cái câu chuyện rất là khác nhau. Có nhiều anh chị thì nói rằng hôm nay là một phiên rũ bỏ. Tại sao? Bởi vì là nhà cái nếu mà họ thực sự muốn phân phối thì theo anh chị, nếu mà câu chuyện gọi anh chúng ta gọi là cùng chia sẻ giao lưu ý kiến với nhau thôi, đúng không? Anh chị có thể để lại ý kiến ở đây, chúng ta có thể xem nhé. Thì thực sự rằng nếu mà nhà cái, anh chị em nghĩ rằng là một phiên phân phối thật mạnh với khối lượng lớn như thế này thì theo anh chị người ta có rút phích không, người ta có rút phích ra không, hay là người ta để anh chị em mua với khối lượng lớn chứ, đúng không? Người ta để những cái khối lượng lớn như này để người ta phân phối, những cái khối lượng lớn như này để người ta phân phối chứ tội gì người ta dừng lại. Thế nếu mà anh chị lại đặt câu hỏi rằng thế thì theo anh chị rằng là hôm nay là phân phối là rút bỏ. Thứ hai, chúng ta nhìn câu chuyện rằng hôm nay mặc dù rằng phiên chiều có nhiều yếu tố bị lác lệnh, nhãn lệnh, nhưng cái kết quả ATC và kết quả cuối phiên nó cũng phản ánh khá là nhiều cái câu chuyện rằng không có quá nhiều người bán sàn, bởi vì thực sự nếu hôm nay là một phiên hoảng loạn với khối lượng lớn thì sẽ đâu đó phải có 1 đến 2 mã sàn trong VN30. Nhưng chúng ta nhìn thấy VN30 hôm nay thực sự không có một mã nào sàn. Cái mã yếu nhất đi chăng nữa, giảm nhiều nhất chăng nữa thì cũng chưa đến 4%. Đấy, thậm chí trong VN-Index cũng chưa có một mã nào sàn. Hai con này thì thôi là penny, mình không nói nữa. Thì rõ ràng hôm nay mình đánh giá rằng không hẳn là một phiên phân phối mà thiên hướng về một phiên rũ bỏ nhiều hơn. Tất nhiên việc rũ bỏ với khối lượng lớn thì có dấu hiệu gì đấy chúng ta thuyết âm mưu với nhau một chút thôi. Đó là nhà cái họ rũ bỏ, nhưng sau đó thì họ đã can thiệp để vẽ ra một cái nến để cho anh em làm sao được nhìn nó đẹp nhất. Thì nếu chúng ta nhìn thử vào cái chart 1 giờ thì so với những nhận định hàng ngày hôm trước của em ấy, thì em đã từng nói rằng thị trường sẽ có những lúc co giật này. Em đã vẽ trước ở đây, đúng không? Mình đã nói trước rằng thị trường sẽ có những phiên co giật khoảng từ 5 đến 10 điểm. Và cái đáy của nó sẽ ở mức 11255. Thì chúng ta thấy rằng hôm nay cái dâu nến của nó nằm gần như sát ở mức 1255 và co giật lên. Và thị trường khi mà phiên phân phối lớn như này thì mình nghĩ rằng đây là một cái ý tưởng khá là tốt để cho cái MACD tiếp tục hạ cao độ để lấy đà. Và mình nghĩ rằng cái việc lình xình quanh 1260 cho đến 1255, 1260 nó sẽ tiếp tục kéo dài trong ít nhất 2 phiên tới. Có thể là hôm nay thứ Tư rồi, có thể sẽ là thứ Năm, ngày mai khi nhiều người lao vào mua đuổi nó kéo lên, và thứ Sáu lại tiếp tục test một phiên nữa. Nếu phiên thứ Sáu rất là quan trọng, nếu phiên thứ Sáu thực sự khối lượng mà nó nhỏ lại và có một yếu tố gì đó rút chân rú nhẹ thôi, thì mình đánh giá rằng tuần sau nữa sẽ có cơ hội cho chúng ta có nhịp tăng điểm mới. Đấy là cái cá nhân mình nhận định về thị trường chung. Và mình nhìn nhận qua về một số nhóm ngành, chúng ta nhìn thấy mình lấy ví dụ như này, nó sẽ giống khu vực này. Đấy, thị trường nó cần đi chậm lại và test rung rũ. Đấy, thậm chí này nó rung rũ. Chúng ta nhìn thấy trong quá khứ ấy, là các phiên này nó có phiên khối lượng giảm rất là lớn luôn. Đấy, phiên này là giảm 1,75 điểm nhưng khối lượng lớn. Sau đó vẫn có 2 phiên giảm 9 điểm nhưng khối lượng nhỏ lại, và bắt đầu có một phiên đánh bật lên. Thì khả năng rất cao thị trường, mình vẫn nói đi nói lại rồi, nó rất giống khu vực này và nó cần có sự rung rũ. Và cá nhân mình nhìn nhận một số cổ phiếu chúng ta nắm giữ thì vẫn đang có những cái vận động khá là giống với khu vực đó. Chúng ta nhìn thấy con Glex là một mã, đúng không? Chúng ta nhìn thấy trong quá khứ mình đã kể rất là rõ, khi mà nó lên gặp vùng cản này, Glex một mã đánh rất gắt, co giật rất là mạnh. Lên đến vùng này nó có một phiên rũ bỏ với khối lượng cực lớn. Nếu anh em nhìn trong quá khứ này, đấy, anh em nhìn chưa? Sau khi gặp vùng đỉnh này kéo lên, đúng không? 3% thôi, nó có một phiên đánh gãy lên 4%, giảm 4% với khối lượng lớn hơn hẳn những phiên xanh ngày hôm trước. Vậy thì nói một cách gì đấy, hôm nay Glex cũng có một cái vận động khá là tương tự, thậm chí hôm nay nó giảm còn ít hơn cái phiên ngày trước, đó là chỉ giảm 3%. Đấy, mình nhìn thấy, anh em nhìn thấy giống chưa? Và Glex thì chắc chắn sẽ cần ít nhất khoảng tầm 3 cho đến 5 phiên nữa với khối lượng cạn dần, tiết cung quanh khu vực 2280 cho đến 23. Nói trong quanh khu vực vùng đỉnh của cái này, khu vực đỉnh này, nó sẽ tiết cung quanh khu vực này trước khi có một phiên nào đó đánh bật lên với khối lượng lớn. Và chúng ta nhìn thấy phiên hôm nay với cái việc giao dịch lên đến 37 triệu cổ thì cái phiên bật lên của nó chắc chắn phải gấp nhiều lần, nhiều hơn cái phiên này, thì ít nhất là bằng khoảng 40 triệu cổ thì mới xác nhận cho chúng ta rằng Glex bước vào một sóng tăng mới. Chúng ta nhìn thấy trong khu vực này đây một phiên, đúng không? Khối lượng như này, em nhìn ra khối lượng như này và phiên bật lại của nó cũng tăng 4% nhưng khối lượng phải lớn hơn, nghĩa là hấp thụ toàn bộ lượng hàng của phiên bắt đáy ngày hôm nay. Vậy thì thị trường của Glex sẽ có thể lình xình quanh giá 22,65 cho đến 23, 23,2 gì đấy. Nó có thể đi ở đây trong khoảng 4 đến 5 phiên khi mà các cái chỉ số về MACD nó sẽ hạ cao độ xuống để chuẩn bị cho một cú tăng mới. Có nghĩa là cái MACD này nó sẽ tạo xuống dưới này, sau tạo hai đáy, có thể nó sẽ di chuyển như này. Đấy, đây là một cái mà mình vẽ trước anh chị em, có thể như thế. Nó có thể xuống tận đây, lên đây xong lại xuống đây một lần nữa. Đấy, test này xong nó bắt đầu bật lên được. Đấy, thì mình nghĩ là cái đáy của Glex nó có thể đến 22,5 là chuyện rất bình thường. Đấy, nhưng mà đến giai đoạn này mình nghĩ rằng là anh em, vị thế anh em khá là tốt, vị thế của chúng ta khá tốt ở tận 21,4. Đệm lãi chúng ta hiện giờ vẫn còn trên đến 6-7%. Thì mình nghĩ rằng là Glex là một cổ phiếu chúng ta xác định rằng nó đánh rất là gắt. Muốn ăn gắt thì phải chấp nhận những sự rung lắc. Thì chúng ta, mình nghĩ rằng là ai quản trị rủi ro thì có thể phải bán bớt đi, còn nếu ai lì và có tỷ trọng vừa phải chấp nhận được thì mình nghĩ xứng đáng để cho chúng ta có cái cơ hội ăn lớn. Khi mà những cổ phiếu như KBC này vẫn rất là khỏe, đúng không? Hôm nay thực ra khối lượng lớn như này mà nó bán rất ít thôi. Đấy, KBC rất là ít thôi. Nhưng cổ phiếu như là cổ phiếu gì nhỉ? IDC đúng không? Khối lượng nó bán rất là nhỏ. Mình nghĩ rằng là thiên hướng một phiên rũ bỏ nhiều hơn. Tất nhiên có một số vấn đề. Chúng ta nhìn thấy ví dụ NKG hôm nay nó ảnh hưởng bởi khối ngoại mua khá lớn. Cho nên NKG hôm nay chúng ta là một phiên mà mình đánh giá là khỏe, khỏe hơn các cổ phiếu khác trong dòng thép. Đấy, hôm nay NKG gần như rút chân tham chiếu. Và NKG như hôm nay là còn chưa chạm được vào cái gap này, nghĩa thiếu không phẩy mấy nữa mới đặt cái gap này. Thì mình đánh giá NKG khá đẹp. So với Hoa Sen thì nó lại có một dấu hiệu rằng Hoa Sen hôm nay là giảm khá nhiều, bởi vì Hoa Sen mất mốc mà 20 nhẹ thôi, nhưng mà do Hoa Sen bị tây bán khá là nhiều. Tuy nhiên đấy thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng là NKG đang có yếu tố lợi về nước ngoài mua dòng. Đấy, chúng ta nhìn thấy Masan cũng là một cổ phiếu có lượng nước ngoài đỡ thì nó giảm rất là ít, nhưng cổ phiếu khác mà không có nước ngoài giảm thì nó sẽ giảm rất khá nhiều hơn. Nhưng mình nghĩ rằng là thị trường vẫn đang cho nhiều tín hiệu tích cực hơn về đại đa số các nhóm ngành. Mình nói thật là như thế. Khi mà những cổ phiếu ví dụ kể cả mình biết hôm nay có khá nhiều cổ phiếu về VND hôm nay giảm khá là nhiều, nhưng mà chúng ta nhìn thấy là VND nó khối lượng nó vẫn chưa mất được cái nền này, cái nền 22 phải mấy là vẫn chưa mất được, nghĩa là chúng ta cái điểm dao động chúng ta vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát của chúng ta. Huống chi có những cổ phiếu như VCI hôm nay nó rút chân ăn cái nền, nhưng mà rút chân mặc dù nước ngoài bán rất tốt, nhưng chúng ta vẫn thấy rằng là nó không bị áp lực là bán quá mạnh. Trong khi có những cổ phiếu ví dụ FTS này, dòng chứng khoán vẫn có những cái đơn vị nó vẫn kéo hành BCDS này. Đấy, nó kéo lên rất là mạnh. Đấy, có những cổ phiếu nó vẫn đánh lên. BVS mặc dù mã này chúng ta không cầm, nhưng rõ ràng chúng ta nhìn thấy khối lượng lớn vào đánh đẩy lên. SBS thì khả năng là vẫn cũng khả thi. Đấy, thì mình nghĩ rằng là vẫn là khá là tích cực so với thị trường chung. Đấy, còn đích thì mình nói thật là mình sẽ nhận định riêng về nhóm ngành bất động sản nhá. Bất động sản anh em có thể nhìn thấy khi một cổ phiếu mở một cái gap lên với khối lượng lớn, nhưng cái gap đấy không giữ được lại, anh em nhìn đấy, thì nó sẽ giống cái cây nến này, nó sẽ trở lại vùng nền ở dưới. Thì chúng ta có hai trường hợp của cổ phiếu X, đó là nó sẽ cần một thời gian khá là lâu, đâu đó khoảng tầm 1 đến 2 tuần để tái tích lũy. Như nào nó sẽ cần một thời gian hạ độ cao và cạn buôn trở lại, bắt đầu mới vẽ một cái vòng tròn đi lên. Cũng tương tự như mã Glex thôi, khi mà một cổ phiếu bị đánh gãy khối lượng lớn như này thì nó cần thời gian ít nhất là 5 cho đến 8 phiên, từ 4 đến 8 phiên nó cong, nghĩa là tương đương mất chúng ta 1 đến 2 tuần. Đấy, chúng ta nhìn thấy tất cả các cổ phiếu bất động sản khác cũng tương tự như vậy, có nghĩa là nó có thể sẽ quay lại vùng nền này. Do đó thì những ai mà có giá là 12,8 thì chúng ta khá là yên tâm, nhưng những anh chị em mà mua ở trên thì sẽ khá là sốt ruột khi mà cái gap này bị lấp mất. Và đây là một trong dòng mà mình thường xuyên nhắc đi nhắc lại, mình chưa đánh giá được. Nó có thể sẽ là một cú gãy nền rũ của cổ phiếu này trước khi đi vào một nhịp sóng tăng mới. Nó giống khu vực này, nó đánh lên, hạ xuống, co giật, tạo một cái nền gãy này. Sau đó bắt đầu mới vào một sóng tăng mới. Thì bất động sản mình đánh giá rằng là cổ phiếu phục hồi và sẽ có sự phân hóa trong giai đoạn tới. Những cổ phiếu nào mà có dự án tốt này, dự án dễ bán này, ví dụ chung cư giá rẻ này, dự án ở gần trung tâm này, nó sẽ rất phân hóa. Và sẽ có những cổ phiếu mình đánh giá sẽ có độ rủi ro hơn. Ví dụ này, SEO này mình đánh giá là có nhiều độ rủi ro hơn. Ví dụ như bởi vì những sản phẩm của bất động sản mà phân khúc cao, phân khúc nghỉ dưỡng, phân khúc mà dành cho người giàu mà lại ở xa trung tâm, thì mình đánh giá những cổ phiếu đấy sẽ có độ rủi ro nhất định. Ví dụ như là SEO là chuyên bán bất động sản nghỉ dưỡng. Đấy là lý do mình không thích mã này trong giai đoạn này. Trong khi đó TSH này, đích này, Lam Long này, nó có nhiều dự án hơn, nó có nhiều dự án là trung tâm hơn. Thì mình nghĩ rằng bất động sản sẽ là một cơ hội, nhưng nó chưa rõ ràng. Và anh em chị em phải thực sự đề phòng thận trọng. Với tỷ trọng thấp thì được, nhưng anh em chị em ôn in thì mình lựa chọn rất là kỹ cái sản phẩm. Và bất động sản thì khá là nhiều cổ phiếu, anh chị em phải bán cẩn thận chút nhé. Còn MWG thì mình đánh giá rằng MWG hôm nay thì cái cây nến hôm nay bị giảm hơi nhiều, nhưng rõ ràng chúng ta phải nhìn thấy rõ ràng ấy, là MWG nếu mà xét đi xét lại ấy, thì hôm nay mới là phiên giảm đầu tiên trong số 8 phiên vừa rồi. Phiên vừa rồi nó tăng 8 phiên liên tiếp, không có một phiên nào giảm điểm. Thì việc hôm nay nó đánh giật về này, chúng ta nghĩ rằng chúng ta vẫn bình thường. Chẳng qua với anh chị, những điểm mua anh chị chưa được cao lắm, chưa được tốt lắm. Ví dụ mua ở giá 45, 46 thì rõ ràng chúng ta cảm thấy rằng chúng ta kiếm được 7, 8%, chúng ta mất lại 2,6%, chúng ta thấy lo lắng. Nhưng rõ ràng chúng ta nhìn thấy ấy, với những anh chị mà mua ở khu vực dưới này 44 này thì mức lãi của họ bây giờ vẫn là 7 và 8%, mà mình nghĩ rằng là với khối lượng nhỏ vừa phải như này thì chưa phải quá rủi ro đối với cổ phiếu MWG. Đấy, thì mình nghĩ rằng MWG vẫn là một kênh, vẫn là cổ phiếu mà chúng ta tiếp tục nắm giữ, và mình vẫn đang nắm giữ cổ phiếu MWG. Đấy, trả lời cho hai câu hỏi vừa rồi. Anh chị em có hỏi cổ phiếu gì nữa không nhỉ? Thì mình trả lời luôn. Anh chị em nào mà xem like ấy, thì có thể để lại cho em lượt like cũng như là ủng hộ cái chữ comment ok, hỏi cái gì thì cứ hỏi, không hỏi thì gõ cho em xin chữ ok ở đây nhé. Thì hôm nay mình nhận định rằng có khá nhiều cái mà có thể chúng ta không chính xác, bởi vì với cái khối lượng buổi chiều nó bị cản như thế thì rõ ràng là cái khối lượng này nó đang không phản ánh không rất là đầy đủ. Đấy, thậm chí rõ ràng ngày buổi chiều này nó kéo lên 49,2 xong thì ATC đánh giật xuống một đoạn nữa, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cung cầu hôm nay là không chính xác lắm, nhưng mà mình vẫn thiên hướng một chút gì đấy tích cực nhiều hơn. Đấy, chúng ta nhìn thấy hôm nay mình đánh giá rằng thị trường có nhiều yếu tố tích cực, nhưng mà chúng ta gọi là vui nhưng đừng vui quá, bởi vì mình đánh giá thị trường ấy, nó sẽ cần hai phiên tới, nghĩa là cần xác nhận lại buổi thứ sáu tuần tới với khối lượng thấp thì siết biên lại, chúng ta có thể kỳ vọng một nhịp tăng mới. Ví dụ như này, nó cần siết biên lại, co giật trong vòng vài phiên. Đấy, để nó lấy một cái đà, sau đó cái đà nhích xuống nhẹ đây, tạo sau đó một cái đỉnh nữa, thì mình thiên hướng như thế. Còn tất nhiên rằng trong đầu tư thì không có gì là chắc chắn cả, nhưng mà nghĩ với khối lượng vào như này thì kể cả thị trường có sập đi chăng nữa thì nó cũng cần ít nhất là hai đỉnh, chúng ta cần nhìn thấy ít nhất hai đỉnh, và bây giờ mới có một đỉnh thôi, thì chúng ta những ai vị thế tốt và tỷ trọng phù hợp chúng ta cứ bình tĩnh. Đấy, còn mình nghĩ rằng là với những cái cổ phiếu như Hòa Phát này nó vẫn đang rất là tốt, đúng không? Chúng ta nhìn thấy ấy, Hòa Phát nó đang đánh lên rất là mạnh, mà chưa đạt đến target. Không có cổ phiếu nào mà tích một cái nền lớn như thế này, đúng không? Tích một cái nền lớn như này 6 tháng khối lượng vào như này mà nó lại chỉ đánh lên có một cái chỏm khoảng tầm 15-10% này thì mình nghĩ là không phải. Mình nghĩ rằng có rung lắc là rung lắc, nhưng mà có thể sẽ vẫn là một nhịp tăng mới của Hòa Phát. Thì anh chị em nào mà mua Hòa Phát thì vẫn có thể mua quanh giá 30-30,5 như mình tư vấn. Thế còn anh chị nào thích thì có thể giải một lửa lệnh ở đây trước đi, sau đó một lửa lệnh chúng ta thòng xuống khoảng dưới. Đấy, thì nó sẽ cần một thời gian tích lũy và co giật như khu vực này, sau đó mà đánh tiếp lên. Đấy, chúng ta nhìn đấy, thì mình nghĩ rằng là đây một giai đoạn co giật giữa chu kỳ của cổ phiếu thép cũng như đấy. Còn anh chị em có ý kiến nào thì có thể để lại. Chúng ta nhìn này, khi Hòa Phát đánh lên nó vẫn có những phiên co giật này, sau đó chúng ta mới đi tiếp được. Tất nhiên thì chúng ta nhìn thấy Hòa Phát này nó giảm rất ít, Hòa Phát đánh cực kỳ hay luôn. Đấy, chúng ta nghĩ gần như không bao giờ mất cái nền dưới này. Đấy, cái nền 30,6 này vẫn còn giữ được lại, thì mình nghĩ Hòa Phát là khá là tích cực cho anh chị em nào muốn an toàn. Đấy, an toàn vẫn tích cực đối với cổ phiếu Hòa Phát. Đấy, còn một số cổ phiếu khác thì mình đánh giá giống như HAH hôm nay này, đấy là nó gãy nền rũ, mình vẫn bảo rồi. Cổ phiếu này mình vẫn nói rằng nó sẽ phải loanh quanh ở 41 đến 42 trong vòng khoảng tầm 1 đến 5 ngày nữa để nó vẽ một cái vòng cung này, bắt đầu nó mới đi lên được. Đấy, nghĩa là nó sẽ có thể về tận 41,5 nữa cơ. Cho nên là anh em mà có thì cầm một nửa, hoặc anh em có kế hoạch giải lệnh nó phù hợp. Đấy, mình cổ phiếu này là một cổ phiếu chúng ta nó vẫn chưa hạ được xuống độ cao mà. Mình nói là khi nào ấy, cái thằng này nó phải hạ xuống đây là thằng này chớm đỏ này. Đấy, đầu tiên nó đỏ màu đỏ này, sau đó lại thành mù nhạt này, nghĩa là chúng ta cần ít nhất phải 5 phiên nữa, 4 đến 5 phiên nữa đối với cổ phiếu HAH. Nếu mà có lên đi chăng nữa thì nó cần ít nhất 4 đến 5 phiên nữa. Đấy, thì mình nghĩ rằng anh em phải bình tĩnh thôi. Giống khu vực này này. Đấy, nó cần phải này, vẽ xuống màu đỏ xong xanh lên này, xong móc ngược trở lên. Đấy, thì mình nghĩ rằng nó cần tạo một cái độ võng nhất định thì chúng ta mới tích lũy lại. Nhưng mà một khi mà cổ phiếu mà đã tích lũy xong thì mức nhiệt lợi nhuận của nó sẽ khá là lớn. Ví dụ từ khu vực này lên đây đâu đó 23%, nghĩa là lên đỉnh cũ đấy, khả năng lên đỉnh cũ rất là cao. Đấy, chúng ta bắt buộc phải chịu rung lắc trong giai đoạn này. Đấy, hoặc là các anh chị có thể giảm tỷ trọng đi thôi. Đấy. Sell và Novaland thì đã bảo rồi đấy, em vừa nói sell rồi, anh chị nghe lại nhé. Tất cả cổ phiếu về bất động sản dân sự thì từ trước giờ mình vẫn nói là nó có một cái yếu tố rủi ro, và đấy là lý do tại sao mình không khuyến nghị bất động sản dân sự giai đoạn này, bởi vì mình chưa cảm thấy rằng nó an toàn. Còn ai mua thì nên mua một nửa thôi và phải chọn rất là kỹ. Và mình vẫn nhắc lại là cố gắng chọn những con nào mà có nền, ví dụ này mua ở giá khoảng quanh 13 này sẽ an toàn nhất này. Đấy, 13 nghĩa là kể cả nó có xuống 12,6 anh em cũng không bị hoảng. Đấy, mình nghĩ là bất động sản dân sự nó cần, thứ hai là cần dòng tiền chảy ra từ nhóm ngành ngân hàng. Đấy, ngân hàng nó cần phải tiền ra bớt từ ngân hàng, ví dụ CTG cần ra bớt ở các trụ. Đấy, CTG anh em nghe, nó cứ co giật liên tục này. Đấy, thì tiền nó sẽ ra, nó trôi ra bớt. Những anh chị em nào thích bắt đáy lao vào, người ta chốt người ta đi ra để lấy tiền để đẩy những nhóm ngành khác. Đấy, thì mình nói lại là dòng bất động sản dân sự anh em thận trọng một chút. Còn dòng dầu khí thì mình nói thật rằng cũng hơi khó phân tích giai đoạn này. Đấy, dầu khí thì nó có mỗi con này hôm nay đánh lên nhưng mình thấy nó cũng không được đạt yêu cầu lắm đâu, nó sẽ còn cần thời gian. Nghĩa là chúng ta cứ bình tĩnh đối với dòng dầu khí. Đây một dòng mình đánh thấy nó cũng tính đầu cơ khá là cao. Đấy, khó đánh, thế nên em để ý cố gắng mua thì mặc cảm chút cho nó an tâm một chút nhé. tránh cái trường hợp mà mua đuổi những dòng này rất là mệt mỏi luôn. Đấy, nó cứ mua lên xuống này rất là khó chịu. Đấy, thì mình nghĩ anh em có thể BR mình nói rồi, nó sẽ chạy chậm, nhích co giật này nhé. Thì anh em chọn cổ phiếu, chọn tỷ trọng cho phù hợp. Thì anh em nào muốn tham gia khóa học của mình ấy, thì có thể liên hệ với mình. Thì mình đầu có một cái khóa học khá là ngắn gọn thôi, chỉ có 4 buổi thôi, có thu phí. Thì các cái chỉ báo cũng như là cái tư duy phân bổ danh mục trong nhóm ngày, anh chị có thể inbox mình để cùng đào tạo vào ngày 18 nhé, có nghĩa là hết tuần sau nhé. Tuần này là mùng 6 rồi, hết tuần này là tuần sau và tuần sau nữa chúng ta bắt đầu học nhé. Chi phí rất là rẻ thôi, mình phục vụ khách hàng là chính mà, chứ không hẳn là làm giàu từ cái khóa học đâu, nhóm ít vừa phải thôi nhé.